Từ từ chân bung dành lú luôn đó. Nháo nước một cái trời. Gáo gì nổi mà gáo. Ủa cá nâu không lộn mượn chứ anh. Quá trận cá nâu bự mọi người. Nè. Quá trời cá nâu thiệt. Trời trời con cá đói bự kìa. Cá nâu kìa. Đây cá đói đây mọi người. Bằng tay nè. Một xuồng cá luôn. Bên đây thì cả nửa vỏ cá nữa. Đây, đây. Chèo này không thơm rồi. Đặt khơi khơi ngoài gì mà chạy cỡ đó đó. Nhóc cá nâu luôn kìa trời. Trời ơi. Gánh lên, gánh lên. Từ từ. Từ từ cái chân bung dành lú luôn đó. Đi quá. Hoàng này. Quá. Quá. Trời cái chốc khủng luôn rồi ô. Từ từ để bắt lựa ra cái đi. Lấy hơi đủ mệt lắm. Quá trời cá nâu rồi mọi người. Ok. Chùm chùm luôn. Đầy vỏ luôn quá. Nhưng mà không có con cá đói à. Khúc không? Chờ ăn khúc đấy. Cái chốc cá bá nữa luôn này. Mấy cái này lú dày nè, chạy nhiều hơn nè. Trời ơi, cá nâu kìa. Quá trời cá nâu ông đều ơi. Khúc cá nâu nữa rồi kìa. Cá chốt bự luôn nè. Trời ơi, quá rồi. Thấy chưa? Đặt cây khơi vậy đó. Chứ nguy hiểm lắm. Đó, thấy gì chưa? Nhóm từ từ cho gáo nước ra bỏ vô. Đó, nhóc cá nâu luôn kìa. Nãy phải mang cái đồ đựng cái sọt bỏ vô cho nó im. Quá trời cá nâu à. Con còn cá chốt bự lắm. Nãy giờ lên thấy con cá chốt bự lắm. Yeah. Đó, đó. Nè. Đó đó. Cá chốt khủng quá. Cái con cá chua rồi đó. Cái chốt được con cá chua rồi đó. Nó thấy mặt con cá đói kìa, có con cá đói đó. Cá này nhỏ này. Khúc không? Khúc không? Tới nữa rồi cậu ơi. Tới nữa hả? Nhẹ lên thôi. Quá trời kìa. Một khúc cá nâu nữa kìa. Trúng cá nâu rồi. Quẹo qua, quẹo cái mũi qua ruộng không đều ơi. Đang lụp cái chốt, bụi hơi nó lắp cái chốt hết trơn, uổng. Quá. Đó. Một khúc luôn. Cái này lấy hai người sao? Con này không được. Quá. Trời ơi. Nháo nước một cái trời. Gáo gì nổi mà gáo. Trời ơi, có phi, cái nâu dữ vậy ta. Đúng cái nâu rồi mọi người ơi. Quá trời cái nâu thiệt. Hết rồi, cà phê. Khúc không? Khúc nữa không? Tháo cái đuôi ra trước đi. Nhiều à, cái này nhiều à. Lụm rồi, khúc nữa đây. Đó, kìa cá nâu nữa kìa. Nhẹ lắm à. Cá nâu khổng lồ luôn kìa. Là bé tay đi, chút xíu mình đi bên kia. Cá chốt bự nữa nè. Cá nhiều lắm à. Đó. À, đổ đây nè. Đổ đây đi. Đâu có. Không đổ làm sao là dính ba cái kia mấy cong lửa nó đi ra làm sao. Ủa cá nâu không lộn mượn chứ anh. Quá trận cá nâu bự rồi mọi người. Đây nè. To hơn cái bàn tay của mình đó. Khủng khủng. Kìa bắt gẹm luôn kìa. Ây da. Hết rồi.
Đó, khúc nữa đó, ít hơn nên ít hơn. Mới thấy hả? Mới thấy cá đói hả? Nó ở gáo gáo vậy đó, để lên em. Ổn cua luôn. Cua con. Con cua. Đó, cá đói đó anh. Ăn danh rồi, ăn danh nữa à. Ăn gì, ăn khúc chứ ăn gì. Nặng, nặng. Cầm vỏ rồi. Dạ đây, dạ đây. Nè. Ê, trời ơi con cá nâu khổng lồ ơi. Hai con ba con vậy luôn. Bả nửa xuồng chưa? Tư. Cho con cá nâu bự đó lại em mượn thôi. Nè con cá đói nữa nè. Quá, cá nâu à. Đây, một con cá nâu khổng lồ nữa mọi người. Bằng cái bàn tay luôn nè. Con, ừ, con này trắng tư vậy. Trời ơi, cá rồi, hai cá con mà. Cá nâu. Cá sạch luôn, phải khổng lồ, trắng thôi. Một khúc cá nâu đằng kia đó mọi người. Cá nâu có gẹm luôn kìa. Ồ, nữa kìa. Cá bự rồi. Đó, cá chốt khủng luôn kìa. Quá trời bự rồi. Dặn như mẹ vậy. Cá đói luôn. Chút đặt á bạc ấy dài về đi cậu sửa lú dài về đưa vô cái be vỏ nhẹ lên cho gáo nước rồi đưa lên rồi đưa thẳng luôn rồi đổ trơn kìa thấy không kêu đưa từ từ thôi đưa vô be cho nó gáo nước cái vỏ nhẹ lên đây, một cục cá luôn mọi người. Quá trời nó bu đây ngay cái đường nước chảy xuống. Có phi không à, không có cái nào đâu. Đừng hắt con ta lên để vậy đi. Tại thấy cái lú giật giật rồi. Vậy không? Ôi ít mà. Trời có cái nâu khủng nữa kìa. Hai con. À, từ từ gáo nước cái ơi. Đó chưa? Đó rồi chưa nói gì. Ra đó. Ồ. Đó, con nâu khủng đó. Dùng quá cái hôm không thẳng chứ. Đặt dùng vậy nó còn dính. Cái ngay gốc mà dính hết ta. Lú thưa quá. Ô, cá nào khủng rồi. Mấy cái thưa, thưa mấy cái thưa thưa dính. Chắc lượng là gì đó. Mấy cái thưa thưa dính cá bự. Bự
Ủa chợ thắng cá nâu bự kìa. Đồ mau dữ trời, đậu nữa. Bánh cũng thưa không mình. Chịu vô cái bè, chịu vô cái bè cái. Đó, thấy không? Cánh nặng rồi, chịu vô chảy nước đi mà. Ủa. Ồ, ôi, này à, cái nâu kìa. Đó luôn. Còn nữa nha, cái nâu bự nhiều lắm. Nằm dưới đó. Trời ơi, cái đó bự kìa, không mới thấy. Đó. Cái nào này anh? Rồi, đổ ra ngoài hết trơn. Trời ơi. Ôi, sao bên này. Đồn ơi, ở nhà đi chứ đi theo, đổ đổ cá ra ngoài, đổ làm gì? Thấy cái đồ gì đâu. Ê, mình chắc mình chắc mình quay bên đây đi, quay cái mũi rồi. Trời trời, con cá đói bự kìa. Đó, ừ. Cá nâu kìa. Trời ơi. Chèn cá đói bự kìa. Quá trời ơi. Đói cá nâu trời con. Mượn con cá đói khủng nha coi. Cá nâu nè. Đây cá đói đây mọi người. Bằng tay nè. Cá nâu nè. Bự ghê chưa? Quá dữ. Quá dữ. Bắt con bự nó không tới. Quá chơi cái nâu. Ba trăm. Một xuồng. Một xuồng cá luôn. Bên đây thì cả nửa giỏ cá, gần một giỏ cá, hơn nửa giỏ. Xuồng 200 mấy đó, xuồng 200 mấy, 300 mấy đó. Gọi luôn rồi đó. Để nào ăn uống gì. Chết nữa rồi. Mấy mới cứ ngồi tao bẻ giò. Bẻ ác con quẩy ơi, tay tao xúc tay đưa ngồi tao bưng lên. Nâng lên cho nó xa lên. Trời anh sao? Mà làm cái cơ bắp thì dữ.